như vậy thì cái cộng đồng của người Nhật Bản của mình có hai cái vấn đề chức. Vấn đề là có và rất là đơn giản, đó là chỉ cần mỗi bệnh nhân có ở nơi luôn hay không ha. Cái vấn đề là cộng đồng rồi cái là các biến chứng của cộng đồng người Nhật Bản, ví dụ như là các biến chứng trên răng, gây bệnh lý của mũi xoăn, trong cái bệnh lý của phổi, hô hấp, bệnh nhân các bạn cũng vậy. Vậy thì các bạn chẩn đoán có thể chẩn đoán thì đơn giản, có thể điều trị thì các bạn có tay không có chúng ta đi GI. GI tạm thức bị theo lần này. Thứ hai là các cái thuốc cường tăng cường cái nhu động có bóng của thực quản và dạ dày để tổng số các bạn có tổng số thì các bạn có các cái món đơn giản thứ hai thì các bạn sẽ phải chuẩn bị dùng hai người người viên gan thì các bạn có trong cái đi các bạn cho cái này là chỉ được sử dụng trong vòng một tuần và này là tương tác với đường phổi đó các bạn, nó chỉnh hóa qua cái citocrom B450 và cái thằng này là chuyển hóa rất là nhiều thuốc, nó tương tác rất là nhiều thuốc, các bạn không xài nhất là trên trái tim các bạn xài là một tiền được nhiều cái tương tác thuốc thì hiện tại trên lâm sàng các bạn có một số cái món để mà xài kích cho bệnh nhân thường nhanh, đó là Primeran hoặc là các bạn có oxy trong nhưng cái đang bảo mình đi ra và cái trong 80 gram các bạn chú ý là những cái thằng này, những cái thằng mà nó tác động lên trên hệ thần kinh thì nó sẽ gây ra bệnh ngoại tháp, các cái triệu chứng của ngoại tháp bệnh nhân sẽ cứng các cái phần cơ, các bạn cứng phòng cổ cơ còn phần. Nên hôm nay mình sẽ đi qua cái hết thì người ta càng nói về viêm loét dạ dày thạch đàn thì cái viêm thì các bạn điều trị dễ hơn, còn loét thì điều trị lâu hơn nên mình sẽ nói chính về các cái loét. Hôm nay sẽ không nói về phần loét, không phải là của loét mà cái loét anh nói qua phần chi tiết quá nha. Đây định nghĩa các bạn loét dạ dày là tình trạng viêm mạc trong dạ dày và thạch đàn bị tổn thương do tác động ăn mòn qua chất của cái viêm vượt qua các cơ chế bảo vệ viêm mạc dạ dày thạch đàn. Định nghĩa thì nó làm cho các bạn có nhớ là các vấn đề liên quan đó là các yếu tố nguy cơ bao gồm yếu tố tinh thần, yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ, yếu tố phá hủy, yếu tố phá hủy nặng nề hơn rồi là yếu tố bảo vệ các bạn. Như vậy các bạn, nhiệm vụ của các bạn là điều trị cho các căn bệnh nào, điều trị cho các căn bệnh nào. Tất cả những yếu tố mà liên quan đến bên đây thì các bạn phải làm giảm bớt để bớt cái sức nặng này. Bệnh nào cũng vậy các bạn, mà những bệnh nhân của bạn làm test thì các bạn phải hỏi trước là các bạn bệnh nhân của các bạn đã phải đi ra
do thị trường. Nếu bệnh nhân như các bạn cần ít nhất phải là một tuần, tốt nhất là 2 tuần cương PPI từ HFS, HD thôi. Không chạy thì các bạn, còn không thôi là sẽ không chạy cũng như là cần phải thoát thì mà đa phần là các cái bệnh nhân của các bạn mà đi đi ra ngoài là một phút tay đúng ra rồi, rồi đi các bác sĩ cho PPI đó là các bạn sẵn sàng cho phương tiện chẩn đoán hàng ngày nếu như bạn ăn chẩn đoán âm tính chưa chắc test hai cái liều vaccine rồi âm tính chưa chắc rồi chúng không chỉ về cái vấn đề điều trị như thế nào liên quan tới cái hệ liều vaccine rồi âm tính nhưng bệnh nhân vẫn cứ điều trị tái phát thì cho phép điều trị được, cho phép điều trị được. Rằng vấn đề sử dụng liên quan tới ACS hoặc là aspirin, aspirin thì nước ngoài nhiều, còn ACS thì Việt Nam cũng nhiều thì các bạn thậm chí là cứ 1-3 loại ACS nhập lại luôn của bạn cùng paracetamol kết hợp với celecoxib hoặc là thậm chí ví dụ như là bệnh nhân là của bệnh lý của cơ xương khớp bạn còn còn lại cơ xương khớp mà bạn bây giờ cũng đi trong cái nắng bỏ trên này để bữa sau là đủ điều kiện đó. Rồi các cái loại ung tiếp gastrin thì cái này rất là hiếm, các bạn sẽ có đi vẫn còn thể sau nha và vô căn rồi đây các vấn đề liên quan đến HD của các bạn đang học rồi nha, nói là một cái khoảng 100 năm như vậy cái nằm trong đủ khoảng trong cái lớp ngày của cái lớp về bộ đề ngày lá tràng như vậy thì cái thằng này sẽ tỷ phân HD khoảng trong cái ngày của sinh ra của HD nó sẽ xuất phát các việc tỷ phân của HD là ngày nằm 3 trong ngày. Như vậy thì nếu mà nó ba hay là ba là kỹ cho bệnh nhân của các bạn ở lên còn người là nó ba thì thứ hai nha thì thứ nhất là bệnh nhân họ bệnh lý gì, bệnh lý về nó tràn mà có thở nó không thở không mùi hôi thì bệnh nhân tắt cái xoang hoặc là tự dày này nha các bạn, và có cái chuyện là mùi nước thối của cái gì những gì cái dòng máu đến khu viêm của cái khu vực đó tốt hay không, cái
hay bệnh nhân thiếu máu toàn thân thì bạn phải bổ sung máu. Những bệnh nhân già lớn tuổi thì uống kém các bạn, hoặc là đi dinh dưỡng thì các bạn cẩn thận. Và bệnh nhân thiếu máu toàn thân có thể thiếu máu như vậy. Vậy thì cũng là mất cái giảm cái yếu tố bảo vệ đi. Nên có tăng đêm, có tăng đêm các cái tế bào thận, các cái tế bào bảo vệ của niêm mạc, rồi những cái lớp tế bào nội mô. Những phần này các bạn cần quan tâm nhiều, cái các bạn nên cũng cần quan tâm nhiều, các bạn chú ý những cái hàng này nó là quan trọng. Như vậy trong yếu tố bảo vệ các bạn chú ý cái dòng máu và cái nguồn hàng ngày này. Vậy thì nếu bệnh nhân có giảm cái vấn đề mà tăng tiếp cái hàng ngày thì các bạn bổ sung vào. Rồi theo yếu tố nguy cơ, yếu tố nguy cơ đã được chứng minh để tăng, còn trong cái đó rất là nhiều yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như tiền sử đã các bệnh lý về đường ruột càng là nha. Rồi bệnh nhân tuổi 60, từ 60 trở lên nha, tuổi già nha, càng già càng yếu tố bảo vệ càng kém. Trong cái đạo khoa thì người ta có nói một khi mà lớn tuổi để đạt sức khỏe thì càng kém hơn các bạn, và tập hợp cùng các bạn sử dụng thuốc đó, bạn sử dụng thuốc thì bệnh nhân sẽ dễ rơi vào cơ quan hơn là những bệnh nhân còn teo đi nặng như vậy hơn những bệnh nhân trẻ tuổi. Cho nên là sử dụng thuốc thì bệnh nhân trên 60 tuổi bệnh thận và dùng một tiêm huyết hoặc là thuốc kháng đông hoặc là xét mắc bệnh nặng như suy tim suy thận. Thì những cái bệnh nhân này người ta cho phép các bạn ở những bệnh nhân ở ICU cho phép các bạn dự phòng rất là nhiều các bạn bằng cái kháng acid, có thuốc lá này. Cái kháng viêm non steroid sẽ tác động lên cơ chế để điều tiết số calcium và tạo ra cái chất nhầy không tạo được nha, bởi vì cái lớp chất nhầy của cơ thể không bảo vệ được. Rồi sau đó hai chất cholesterol nó sẽ gây tiêu hủy cho nó dưới viêm. Rồi có thuốc lá thì bạn xem đây nha, hai cái thuốc lá, thuốc lá có 300 thực tập nó gây được cái gì rồi. Rồi gen, cái vấn đề liên quan tới gen, di truyền bệnh lý khác thì các bạn có di truyền hay không, cái này liên quan tới người nước ngoài, nhưng mà ở Việt Nam mình liên quan tới gen thì anh ấy thấy là tôi có nghiên cứu sâu cho nên là anh có nói nhiều, nhưng mà có khoảng 20% tức là 20% đấy các bạn có tiền sử gia đình có khoảng 20% đó. Nhưng mà cái hiện tại là cái này nó lại quan trọng stress gần như là chủ đạo để các bạn điều trị. Thế ví dụ như là một bệnh nhân của các bạn đến với các bạn, nếu bạn gặp một bệnh nhân của bạn có khổ thì không, có lo lắng không, công việc có làm quá hay không, rồi gia đình có vấn đề hay không, tất cả những vấn đề đó các bạn kiểm soát được. Và thường các bạn sẽ thấy bác sĩ cho bệnh nhân sẽ kê bệnh nhân cái trong trầm cảm hai lần, trong trầm cảm hai lần, và nhất là trong cái đầu nghề của bạn hàng ngày cũng cực kỳ quan trọng các bạn. Stress các bạn chú ý nha, stress rồi rượu nồng độ thấp thì kích thích tiết axit, nồng độ dưới 10% không tổn thương niêm mạc, nồng độ cao là giảm tiết axit. Vì uống rượu nồng độ cao là tốt quá đúng không, nồng độ thấp độ rượu mà dưới khoảng 5% là bia đấy đó, đúng không, là bia thì là uống bia rất tiết axit chết rồi, nồng độ dưới 10% sẽ không gây tổn thương niêm mạc, nhưng mà nồng độ cao là gây giảm tiết axit ớt chế luôn, ăn luôn các bạn, làm tổn luôn luôn các lớp niêm mạc của dạ dày thì nó làm giảm tiết axit. Nhưng mà nó lại gây tổn thương niêm mạc nha, là tổn thương niêm mạc, cho nên là khi nó không uống rượu nữa thì cái lớp niêm mạc nó không còn, cho nên axit nó lại tấn công chứ không phải là rượu tấn công nha. Và các cái tăng ni bổ sung khác thì các bạn xem nha, ví dụ như hóa trị tia xạ, các bệnh lý phổi, các bệnh mãn tính, các cái vấn đề liên quan tới bệnh ghép, các công tác chủ của bệnh, ví dụ tiết cocaine v.v. Dạ này thì bệnh biết. Rồi 15 ngày thì phân biệt giữa viêm và loét các bạn phải biết trong cái bài này, lúc nào học được lượng học cũng phân biệt được nha, phân biệt giữa viêm và loét.
tháng, 2 tháng gì đó. Năm nào cũng bị. Các bạn chú ý nha, có chu kỳ. Còn viêm thì sẽ không có chu kỳ. Rồi, lúc trước anh đọc thì các bạn bình tĩnh án. Nên nhất là có bên bên trường mình đang không biết là còn ai hỏi hay không. Nhưng mà ở bên ví dụ chúng tôi thì thường nổi dạ dày à, lát dường như viêm dạ dày như thế nào, làm sao có thể được dạ dày là tắt đà. Thằng nào cũng ăn, thằng nào sao ăn để công việc cho được. Tại sao vậy? Lát vị trí nào viêm là không nói nghe, nhưng mà lát từng vị trí sẽ có yếu tố nguy cơ có phần trăm để chúng ta được như thế nào. Lát của tá tràng đa đầu là lạnh tính nha. Lát của bờ con nhỏ cũng dày dày khả năng quá cao. Như vậy thì lát dày dày nếu mà chúng ta lát tá tràng thì là ok hơn nha, dễ chịu hơn nha. Và cái điều thứ hai đó là các bạn ha, phải hỏi bệnh nhân lâu thuốc ăn hay không ăn để các bạn biết là các bạn sử dụng thuốc thì thuốc như thế nào và các cái thuốc mà nó liên quan tới thứ nhất là tần suất về quá sâu hay không để mà tăng cái lượng đi xuống hay không, hoặc là các bạn sử dụng ví dụ như bệnh nhân tôi các bạn là hàng ngày cứ ăn hay không ăn cứ liên tính tính nào à. Nhưng mà sao em sao ăn ngày trước ngày lúc đó biết không rồi thì ngay sau ăn nếu như mà thức ăn là điều đó thì các bạn chặt bệnh nhân khi nhỏ bữa ăn đừng ăn ăn quá đừng ăn nhiều quá còn hai ngày các bạn ăn bình thường cứ ăn bình thường ăn uống bình thường à, nhưng mà từ để giả sử như buổi trưa là 11 giờ người ta đói người ta đau. Như vậy thì các bạn dặn mình ăn 10 giờ và 10 giờ đi. Cái cách của các bạn dặn không ăn, đừng để cái giờ đau không ăn, đúng không? Rồi tiếp theo, cái này ai cũng biết là cái này cũng bị mà đúng không? Rồi nội soi là tiêu chuẩn vàng. Người ta hỏi có cần không soi được không? Ta sợ soi lắm mà. Hiện tại một cái nồi soi thông thường là khoảng 300-400 ngàn. Có làm soi cát luôn, có làm soi cát. Các bạn soi được đại thể con đồ từ vàng dày dày và cát càng. Có thấy đề ngay nha. Rồi, nhưng mà nếu như mà bệnh nhân không còn soi được cái cách thông thường thì người ta sẽ sử dụng cái nồi soi mà có thức tiền đây, tức là người ta sẽ chích thuốc hỗ cho bệnh nhân khoảng 15-30 phút. Mấy bà già thì lúc nào 15-30 phút lúc đầu rất là sợ các bạn, nhưng mà nói bây giờ không đảm bảo được cái giao như là không biết gì luôn. Rồi nhưng lúc đầu lo lắm nha, rồi sau đó tôi chích thuốc sau cùng vào bệnh viện cổ biết gì không, không chích thuốc thì bộ thuốc tiêu chảy là xong rồi. Thì rất là tiện lợi cho các bạn. Nên các bạn chú ý đi qua cái nồi soi trong quy định của nồi soi là bệnh nhân không được có những vấn đề đặc tính, ví dụ như là một cái tim cấp nha, là bệnh nhân tim cấp, những cái quản cấp, hoặc là bệnh nhân có co thậm chí cái quản thì khi mà đặt cái ống vào thì lên con mắt liền để tiêm. Để ngoài các bạn nào thích tiêm nồi soi các bạn phải chuẩn bị một cái tình huống là các bạn đặt ống soi vào bệnh nhân chưa có tiêm thì đặt ngoài những nhà tức là có thường xuyên trên đàn mà có khó giúp người ta lấy tuổi nha, làm chú ý. Rồi chụp cái ba bếp là khi mà bệnh nhân không có soi được, nhưng mà về mặt nguyên tắc là các bạn chụp thuốc dạ dày mà có cảm quan khó chịu lắm, hơi chụp ít quan dày dày các bạn mà có cảm quan các bạn sẽ thấy được chỗ lét, viêm thì không thấy nha, sẽ thấy được chỗ lét. Nhưng mà uống thuốc cảm quan này cũng rất là khó chịu và hiện tại là trên lâm sàng không có gì lâm sàng hết. Thường và sẽ giải thích với bệnh nhân là điều trị thử nếu bệnh nhân không đồng ý soi, nếu như mà vẫn không đạt vẫn không được hiệu quả thì bệnh nhân phải lại phải soi. Các bạn có thể làm
sau một tuần là chị quay lại cái khám với các bạn rồi không có đáp ứng để các bạn là bệnh nhân thay đổi thôi chứ không có nhận. Còn nếu mà tốt thì bệnh nhân sẽ đi triệu chứng, nhưng mà nội soi thì kèm với cái chuyện là các bạn phải làm cái echocardiogram bắt buộc là phải làm ngay khi được đó. Như vậy thì các bạn có bao nhiêu cách để làm xét nghiệm echocardiogram? Cái cách đơn giản nhất là khi bệnh nhân rút máu xét nghiệm, rút máu xét nghiệm đây thì các bạn làm xét nghiệm kháng thể echocardiogram, nhưng mà cái kháng thể này vẫn còn sau khi thành công thì vẫn khác rồi. Như vậy thì hiện tại cái xét nghiệm về kháng thể xét nghiệm máu đó là kháng thể echocardiogram không còn được dùng để chọn để xác định đó là điều kiện thành công. Trong khi đó cái độ nhảy cũng chỉ có 85% thôi, tức là gặp được những 85% có dương tính, cho nên độ nhảy thấp nha. Cho nên hiện tại hàng ngày không được sử dụng để chẩn đoán thì đây có người đời được không được sử dụng trừ khi nào bệnh nhân mong muốn quá. Tôi không muốn mà nội soi không muốn, tôi không có cách làm cái SOE qua cái thở, tôi làm cái này đòi làm quá thì làm cái này có mấy trăm ngàn một bạn, mà trong cái đó nội soi mà thôi thì cũng rẻ các bạn, nội soi mà có tiền đây thì các bạn tặng triệu. Còn nếu mà các bạn làm test của đây qua cái thở thì bạn tặng một cái test có không đâu tặng triệu rồi, test của đây qua cái thở tặng triệu rồi. Rồi các triệu chứng có gặp cần nội soi tiêu hóa trên thì cái này các bạn tham khảo lên vấn đề liên quan tới nhất về các hàng thì bắt buộc phải nội soi lên nha. Ở đây là cái hình mà khi gặp một số bệnh nhân từ nước ngoài anh gõ ra và dẫn cho bệnh nhân mình sẽ sử dụng một cái ống và đặt vào trong cái tí miệng bệnh nhân mà đặt xuống để thực hiện gì và mình sẽ xem xét về đại thể mình cho bệnh nhân coi được cái này nhé. Đây cái này bệnh nhân ngủ hoặc là bệnh nhân thức thì rất là khó chịu, các bạn có hai cách, một là đi soi đường đường miệng khó chịu hơn là soi đường mũi, trừ là mình khó soi đường mũi được nha, như vậy chịu không. Rồi đây là những vị trí của cổ lấy các bạn, đây cái gì đây, xuất huyết nha, mình thấy rõ ràng xuất huyết, nếu lấy có xuất huyết thì mình sẽ không, nếu mà lấy đầy đầy thì sẽ không phải lấy. Đây là một cái ổ lát sâu nào nhé, tới đất cơ các bạn. Cái này là vấn đề của dân của mình nè, cái này bắt đầu tới các cái vấn đề nó ngay sau các bạn nó lát rồi thì không nó làm thì không nó tạo ra cái nếp nhăn như là kỳ dày nhăn nhúm lại, các bạn sẽ thấy bệnh nhân bị nhẹ kỳ dày teo dày dày cũng bị. Rồi các cái dạng các bạn có tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4 và cái con này vấn đề liên quan tới ngoại khoa anh để cho các bạn tham khảo. Rồi có một cái nữa là tiền khám viên HP không không, cái độ nhạy lên tới 91%, độ đạt hiệu 93% này giúp xác định và giả thiết từ thành công như liên quan tới tiền đồ viên là tiền không không, mà nó có một vấn đề rắc rối là mình nhận về đi có lẽ ha, bây giờ có lẽ đấy là những viên không lấy được. Đây cái tòa đáp cái một môn sinh thiết thì các bạn tòa đáp đó là Campylobacter này có bên đây nguyên xí sừng to, như vậy thì nó sẽ giúp cho cái chuyện đó các bạn để giúp cái mỏ mô nó bỏ vào trong cái chỉ điện hà đó, nó giống như là cái chất chỉ điện hà đây, con này nó phản ứng giống như cái con Campylobacter nha. Vậy nhưng mà thường chẩn đoán âm tính giả thì các bạn phải dùng DDI, còn không thì không bị các bạn, không thì không bị, còn ăn to tát này thì khi các bạn làm lại thì bị. Như vậy thì phải ít nhất là một tuần trước khi nội soi để các bạn to tát lại các bạn mới làm được cái chính xác. Và hiện tại này đưa vào cái giai đoạn 2017 là các cô đê quan hệ thở độ nhạy và độ đặc hiệu tới khoảng 95%, hiện tại là mình sử dụng là để chẩn đoán và biết xác định là thị trường thành công.
không có liên quan tới cái việc bạn có sử dụng vegan hay không, không liên quan. Nhưng mà một cái khác là bạn đều để làm đơn nhé. Cái hàng này nó có một cái hiệu quả, tức là anh nói ví dụ như khi các bạn đã điều trị cho bệnh nhân là 4 tuần, một cái viên 4 tuần, cái lát 6 tuần. Như vậy thì các bạn phải nên ít nhất là 1 tuần như vậy. Các bạn phải hẹn cho nên 1 tuần nó là 4 tuần 7, nó quay trở lại vào sâu. Đúng không? Để bạn làm cho khác. Nhưng mà cái này là 6 các bạn. Không cần thiết phải đợi một tuần. Nhưng đứng về cái góc độ thứ nhất là về giá cả thì bạn, cái thứ hai là làm cái vấn đề là độ sâu làm sạch làm luôn cái con lát. Thì khi mà lát, cái quan trọng nhất của các bạn là lát ngoài thì lâm sàng tốt thì các bạn có con lát làm, đúng không? Còn con lát làm được, còn con lát thì chưa làm được, mình đi tới cái điều mà sinh tiếp. Các bạn phải dùng điện lại. Các bạn dẫu nếu mà giai đoạn còn tổn thương thì các bạn phải lấy cái bọn khô này nè, các bạn làm thêm một cái việc nữa, không phải chỉ là tiêm bê tông mà làm cái cấy nhựa ra một cấy rồi làm cái sinh đồ. Trong những trường hợp tái phát như vậy thì cái phần khác của đây là cái phần các bạn cân nhắc để các bạn sử dụng. Cái này là dễ dàng nghe, dễ dàng làm. Cái này của Việt Nam là nó là một cái đồng phận, là không nên quy định làm xét nghiệm kiểu đó thì có tên trong thường quy kiểm tra sức khỏe định kỳ, đi làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe định kỳ không làm thường quy kiểm chỉ nào mình chỉ có kiểm chứng thôi nha. Trong thời gian lâu dài thì phải làm xét nghiệm khi có và nếu có ý định thì trừ đi phần cho kết quả xét nghiệm dương tính. Rồi trường hợp có quy định làm xét nghiệm kiểu đó thì có có những chuyên nhắc về dạ dày trên phần thôi, có cha mẹ anh chị em cùng dùng dạ dày. Cái này quan trọng nha các bạn. Này, gia đình bất kỳ người nào có sự không có triệu chứng nhưng có người gia đình trong gia đình bị ung thư dạ dày thì làm nha. Rồi điều trị lâu dài là cái thuốc của nhóm kháng viêm năm steroid thì cái này không, nó nói thật là tê lăng càng không xài nha. Tê lăng càng chưa xài nếu bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân điều trị lâu dài mà bệnh nhân không triệu chứng thì người ta có bao giờ được làm với lại xài liều thấp của anh xét có trường hợp mà xài liều thấp đó và các bạn có một cái vấn đề liên quan đến cấp, đúng không? Bạn có cấp 1, có cấp 2 thì hiện tại là cấp 2 nhiều, cấp 2 có quá tác động viêm nhiều hơn, đúng không? Mà các bạn cấp 2 thì đâu qua dài dài nhiều đâu, đúng không các bạn? Không có cũng dài dài nhiều. Xài liều thấp thì không có cái mức độ của bạn phải xài hoàn toàn liền. Rồi còn điều kiện khi đi lâu dài thì người bệnh nhân có nguy cơ cao bị lép và biến chứng do tác dạy dày tăng tràng. Như vậy thì cái này nếu mà các bạn thấy bệnh nhân có nguy cơ có thể là có cần thiết phải sử dụng khi đi lâu dài, ví dụ như bệnh nhân thiếu máu cục bộ cơ tim, bệnh nhân sử dụng bệnh nhân bị nhồi máu não vân thì các bạn sử dụng lâu dài thì bệnh nhân lớn tuổi với bệnh nhân có sử dụng tác dạy dày cao thì các bạn nên sử dụng những cái xét nghiệm hay là con tim ra đi trước khi bạn điều trị nha. Cần nghe quản thân điều trị duy trì kéo dài bằng các thuốc thiết kế vô tâm thì cái này hỏi nó là ăn cần về quản khi các bạn xét nghiệm hay là con tim ra đi bằng điều trị hay là con tim ra đi thì tỷ lệ tái phát là được thấp hơn là không điều trị. Khi món thuốc sắc không giải thích được nguyên nhân cái này các bạn nên nói là bạn sẽ biết chạm yêu cầu vô can tự nhiên cái sức biết chạm yêu cầu vô can cái xét nghiệm như có bác thêm đưa lên làm cái gì đó là bạn phải có khỏi lắm nha. Cái này người ta làm lý là các bạn phải làm nha. Cái này những bạn nào đi chuyên môn học các bạn chú ý nha. Bạn sẽ biết chạm yêu cầu có tiền thế nhân nhân thì người ta sẽ đi tìm hay đi có bác thêm đưa lên. Một số trường hợp hiện tại người ta đi tìm luôn cả cái sáng dung sáng ký sinh trùng nữa các bạn, ví dụ như sáng nắng, sáng ban ngày, sáng lá phổi,
những cái chất điện ra đến hay. Rồi là bệnh nhân này, những bệnh nhân mà đi đến khám yêu cầu của bạn cho đây là mình cho nếu có những bảo hiểm nha. Rồi nên tầm soát những cái helicobacter đi trong gia đình bệnh nhân thì cái helicobacter đi đã được chỉ được thành công nhằm hạn chế để giải tỏa lây nhiễm. Lây nhiễm qua đâu? Không lây nhiễm không? Đây đâu? Đây anh Trung đắp cửa, đắp món này, xong rồi qua đắp món kia. Đây không? Đây. Ồ. Như vậy thì nếu các bạn không hạn chế được tình trạng này thì chắc chắn là tái nhiễm. Quậy luôn đó các bạn. Khi tái nhiễm thì các bạn tưởng tượng ra một cái con vi khuẩn mà nó cứ khi các bạn diệt trừ rồi xong rồi cái con khác nó chưa được diệt trừ mà nó có, nó thấy ở con này cái kháng thể này các bạn. Nó cái vô cái con kháng thể trong người rồi. Bắt đầu nó đột biến. À, chính vì vậy nó cái tỷ lệ mà khi có tỷ lệ tái phát thì các bạn chú ý thì tỷ lệ kháng thuốc cao hơn. À, các bệnh nhân có gia đình làm xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV và có kèm những chứng báo động hay được gia đình nội soi dạ dày chẩn đoán nhiễm HIV và các phương pháp xét nghiệm dựa trên mẫu phôi sinh tiết. À, như vậy thì lúc nào cũng ưu tiên là nội soi và làm qua test HIV nội soi. Rồi biết rằng chẩn đoán nhiễm Helicobacter là xét nghiệm kém chính xác và không nên ưu tiên chọn lựa đến các phương pháp chẩn đoán để có các phương pháp chẩn đoán không thể khác. Trừ khi là một bệnh viện của các bạn không còn gì khác thì mình làm cái kia thôi, còn có thì không làm nha. Này tốn tiền thì bệnh nhân mà không có ưu thế phương pháp khác có thể không có bệnh viện nào có nội soi sao. Đây thôi cái này là biết là nhanh thì nó dương tính giả quyết thanh nguyên thanh có xét nghiệm dương tính thật, tuy nhiên nó xét nghiệm âm tính thì có thanh là âm tính giả, tức là nếu mà HIV âm tính thì chưa chắc là bệnh nhân không nhiễm hay đi có HIV thì nó là vậy. Trong cái xét test quyết thanh được đó à. Rồi cái nghiệm xét nghiệm qua hơi thở thì các bạn chỉ cần biết xét nghiệm qua hơi thở thôi. Người ta sử dụng cái đầu điện phóng xạ của carbon để chúng ta làm công tác đó. Các bạn nào đi làm sau này có một cái chuyên khoa hoặc là chuyên khoa bác sĩ xét nghiệm chuyên làm cái xét nghiệm cho các bạn. Cái này cũng là một cái học hiện tại đó. Rồi cái điểm xét nghiệm thì kháng nguyên trong phân trong đó hiện tại chưa đồng nhất còn không cao nên về đặt khi phân tích kết quả. Vậy hiện tại kháng nguyên trong phân cũng về đặt để chỉ định. Thì về lúc đầu các bạn chỉ còn cái co tác của bạn nội soi và lây qua lây thở nha. Có bốn phương pháp như hiện tại và trong đầu các bạn là hai phương pháp của mình nhất nha. À, biết cái này nó có quảng cáo mà mình được biết cáo gì nha các bạn. Đã thấy chuyện máy đúng rồi. Rồi, này phổ biến về tới cái tiếng tẩm luôn nha các bạn. Người ta làm khi người ta làm xét nghiệm cái viêm rất là khó chịu các bạn, cái viêm nhiều khi nó sinh huyết, các bạn bây giờ đưa vào trong cái dạ dày thì nó các bạn cần chạm cái đầu vào vào cái niêm mạc thôi là biết chứ các bạn có thể sinh huyết lên mà rất là khó. Thì các bạn thấy cái hormone này khi mà thấy ra con cái âm tính thì bệnh nhân phải điều trị tái phát vào, nhưng mà lát thì dễ dàng hơn thì có thể ổn lát hoàn toàn. Các bạn bấm vào ô lát này thì chắc chắn dễ rồi. Các bạn đi ngồi lát thì các bạn thấy là cái test con test nó dễ dàng hơn các bạn làm. Còn cái viêm thì các bạn làm thấy là test HIV qua đây thở cũng được. Đây, trước khi làm xét nghiệm chẩn đoán HIV và xác định chắc chắn là bệnh nhân đã ngưng hoàn toàn kháng sinh và biết thuốc nhất 4 tuần, ngưng các thuốc thuộc nhóm ức chế cơ thể hoặc kháng thể thứ hai tuần. Khuyến cáo nha các bạn, khuyến cáo là bắt chết 2 tuần. Các cái khuyến cáo trên nội soi là 1 tuần, khuyến cáo trên nội soi là xét nghiệm 1 tuần. Nhưng khuyến cáo của 2017 là 2 tuần. 2 tuần là tốt nhất. Nếu mà chúng phải đợi cho bệnh nhân đợi thêm 2 tuần nữa ha. Rồi như vậy thì cái kháng sinh các bạn
thì cái cáo này nó không biết ở một bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa trên, bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa trên nó có thể làm cái test qua đường thở, cái test của bệnh học có thể làm chứng giả để từ đó những ngày đi qua bắt tay trong trường hợp xét nghiệm âm tính thì như vậy thì các bạn sẽ làm những thông tin đó và cụ thể qua đường thở. Vậy thì các bạn sẽ làm thêm nếu như mà các bạn còn nghi ngờ nha, tại vì bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa là có tiền cho ra rồi bệnh nhân thì có không có một cái điều gì. Rồi trong trường hợp bệnh nhân có chỉ định thôi thì có nên làm xét nghiệm PCR để từ đó những nghi ngờ có tê đưa lên hay không, vậy thì đồng ý thì có 62% mà làm PCR rồi phát lại biểu đen nha để xác định cái HP có không có, hàng này thì nó đắt tiền quá rồi, một cái PCR có thể khoảng 2 triệu. Nên thực hiện nội soi trong trường hợp đánh giá tài liệu của trường nội soi của bệnh. Như vậy bệnh nhân cũng có cảm giác dạ dày, rét tá tràng, viêm dạ dày nặng teo, vì sản lượng dạ dày và loạn sản dạ dày. Tất cả những cái vấn đề này nếu bệnh nhân cung cấp là mà nội soi lần đầu tiên có vấn đề nằm trong đây thì bệnh nhân cũng cần phải nội soi lại. Nếu bệnh nhân cũng cần chỉ là viêm dạ dày thôi cũng không cần nội soi lại. Nha, để trong đầu đó các bạn. Ngoài rét ra, rét là bắt buộc phải nội soi lại chúng ta, coi rét lành chưa. Cái thứ hai là viêm dạ dày mà teo. Cái thứ ba là dị sản phụ. Dị sản phụ thì cái này vô là các bạn khi mà soi vào các bạn thấy một cái vùng niêm mạc thay đổi về cái mô hồng nặng về đại thể, sau đó các bạn xin tiết nhé, các bạn sẽ thấy là dạ dày của mình là nó ra dị sản phụ. Cái này nguy cơ cao như các bạn mạng teo là một trong những nguy cơ ung thư. Rồi loạn sản, dị sản hoặc loạn sản đều là thứ ba hay là đều là bị ung thư hết, nên bắt buộc phải được coi lại một vòng một vòng nha. Còn quyết định thế nào? Rồi như vậy bệnh nhân nhẹ nhàng để các bạn kiểm tra lại bệnh nhân cũng đi về ngày thôi, không thôi những cái điều có tên đưa đây thì các bạn làm test qua hình ảnh nhẹ nhàng về cho bệnh nhân không bị nội soi. Rồi mục tiêu điều trị về ngắn hạn và lâu dài. Ngắn hạn hai mục tiêu, thứ nhất giảm đau nhanh cho ta, giảm đau nhanh. Cái thứ hai là làm lỏng rét. Uống liều đầu tiên mà ta hết không hết đau thì ta còn ráng uống liều thứ hai. Uống liều thứ hai mà ta không hết đau thì ta bỏ uống. Vậy các bạn khi mà các bạn dùng liều để tiêm đi không bắt đầu rồi thì các bạn sẽ biết uống chậm chậm uống lắm, mà không tư vấn được kỹ cho bệnh nhân, các bạn lại thêm cái gì mà bệnh nhân chưa không có giảm đau nhanh là gì buồn. Ta bỏ thuốc, tốn rất là nhiều tiền các bạn. Rồi làm lành bộ rét. Rồi về lâu dài thì hạn chế tái phát và các biến chứng có liên quan tới yếu tố gia đình cho các bạn, yếu tố của bệnh nhân, yếu tố gia đình. Rồi các thuốc các bạn cũng được đây. Các cái thuốc kháng kháng sinh nha. Đầu tiên nha, nhà nói là thuốc các bạn sẽ sử dụng thuốc Momalox nè, cái viên để các bạn viên nén nha, để các bạn bỏ vào cặp của các bạn bỏ ở nhà nha. Hoặc là viên lăng ta thì cái này mỗi lần các bạn đau quá thì uống được hai viên vô, ngang được hai viên vô. Bạn nào có thể uống tối được uống tối thì về đựng lâu dài thì khó, hoặc là cái viên lăng bọt hoặc là cái bắp phao viên lăng thì chỉ quá rồi nha. Đây bắp phao viên hoặc là cái gas covid thì các bạn có cái cơ chế của nó là tuần hoàn axit, cơ chế là tuần hoàn axit. Nó dựa vào các cái nguyên tiết nha, cộng với H2 thì nó sẽ tạo ra nước trung hòa axit. Nhưng vô tình các bạn sẽ thấy bệnh nhân của các bạn sẽ phản ứng một số cái trường hợp. Nhưng nó tưởng tăng thuốc vậy đó. Như vậy thì một số sách thì sẽ nói với các bạn ủ sau nó có thuốc khác, nhất là 2 giờ uống sau các thuốc khác ít nhất 2 giờ. Như vậy thì uống lúc nào như vậy đầu tiên các bạn có anh ví dụ một cái món này ha, có phần đen bệnh nhân đi cái đó nha, viêm lét dạ dày tá tràng. Rồi vậy các bạn kê đơn bệnh nhân nha. Wow.
Hai người khác nhau sao? Thành cách cho mình biết nó khó. Thứ nhất cũng là nhau nhau biết. Và mai nhau nhau biết. Nó còn một cái quả chất nữa là khác hơn nhau biết. Thằng này nó lời này. Nó tác động lên trên cả cái này. Cái điều thứ hai hàng ngày nó là giảm tiết axit, giúp được giảm tiết axit dạ dày nữa, và cái nồng độ của nhôm hydroxit và magie hydroxit nó thấp hơn so với này, nó thấp hơn so với những hàng khác. Hàng ngày không sử dụng trong giai đoạn cấp thì chúng ta cắt không bao giờ xài, nên khi bệnh nhân ổn định bệnh nhân giảm cao thì đau ít thôi. Thì các bạn xài hàng ngày là như thế thôi. Bệnh nhân tiêu chảy hàng ngày nó cũng có giúp giảm tiêu chảy luôn. Các bạn trong cái điều trị của bệnh nhân đại tràng bệnh nhân tiêu chảy thì các bạn dùng cái bột một cái gói trong huyết đi rồi đăng ký nhé. Tự nhiên trong giai đoạn của bệnh nhân cao cấp thì mình sẽ xài cái khó khăn ra cái này nha, khó khăn ra các bạn xài một gói, ví dụ như bệnh nhân cao nhiều quá một gói nhân 3-4
ra thì này nó không có gì, không có nhiều người đáng sợ mà uống, người ta uống đến nỗi các bạn biết được mai đi sao để chóng mặt là chúng ta chỉ phải sống mà tới một nguyên nhân hai uống rồi bệnh nhân không chóng mặt hết chóng mặt rồi thì lại chóng mặt thì cái mai đi ăn nha thì cái chóng mặt thì cái mai đi ăn cho nên các bạn tập thật rồi hai ngày này cái điều tác động lên tinh thần trung ương hết chắc trong các vitamin thì B6 tác động lên tinh thần trung ương, B1 tác động lên tinh thần ngoại biên, B12 tác động lên xương nha, magie cũng tác động lên tinh thần não, rồi magie tác động lên trên cái chuyện đó là chuyển hóa canxi, chuyển hóa canxi. Bệnh nhân bị hạ magie có triệu chứng viêm gan, hạ canxi. Bệnh nhân hạ magie có bệnh nhân có rối loạn nhịp, những bệnh nhân có rối loạn nhịp mà dẫn đến nhiều chứng viêm gan có ngoại trung thấp hay nhân thấp hay là gì trung thấp hay gì đó, bất kỳ các dạng rối loạn nhịp nào của thấp các bác sĩ bệnh viện ta đều đề nghị cho các bệnh nhân magie xài rất là nhiều, những nguy cơ nó không phải đơn giản nhé các bạn chú ý nha. Vậy thì anh trong cái bài này thì bài cá tạo là rất là thích nhau trong cái gói đó là thầy rất là thích nhau và các bạn cho bệnh nhân uống không đúng thì bệnh nhân sẽ bị giảm hấp thu thức ăn, giảm hấp thu thuốc nữa. Rồi các bạn có sự đọc bắt trong cái gói và gói nha, các hấp thu qua đường tiêu hóa chắn kết độ đáy 6 giờ và điều cắt khi sử dụng là một ra cũng là ngày tuyệt đối chi kỳ là một chúng ta qua một gói đúng là ngày rồi chi kỳ là một gói hai lần ngày và những cái hàng này đi gan thì những hàng nào gói thì đi gan cái hàng thì táo bón nha. Nhưng bệnh nhân bị đi gan thì có quá rồi cái hàng này biết vào
Rồi các bạn tùy theo cái gói trên ngân hàng của các bạn có bao nhiêu gói. À, cái liều 480 đây, 480 mg hàng trừ những cái gói của các bạn là 240 mg hàng, vậy thì các bạn 240 nếu mà gói của các bạn là 120 thì các bạn phải gói 2 nha. Rồi nó liên quan tới bữa ăn không? Ủa này có cần cắt bữa ăn ra không? Cần không? Không ha, uống bình thường. Uống chung chỉ cắt nước kia. Thì cắt nước kia uống xong chung tâm. Rồi điều này phối hợp các bạn có thể sử dụng các cái thuốc chống co thắt, Anthogen, bát bao bên đêm nó spa này các bạn này là chống co thắt của đơn đơn nha, chút cô ba rồi chống chỉ định, chống chỉ định một cái thuốc chống co thắt này thì các bạn theo dõi thêm nha. Rồi các cái thuốc an thần bệnh nhân đau đớn dữ quá phải chức an thần, các cái vitamin thì 11, 16 này dạng có các công vị vitamin A là tăng bảo vệ tinh thần dạ dày, vitamin C, U là tăng thì sẹo bọt lép, E các bạn E. Rồi như vậy các bạn chú ý là các cái thuốc vitamin không được khuyến cáo, không được khuyến cáo để điều trị trong những cái dạng thắt càng xài thêm nó sẽ làm cho bệnh nhân tốn tiền thêm mà hiệu quả của nó thì không được bao nhiêu, thì anh không khuyến cáo các bạn xài để ý khi nào bệnh nhân ổn định thì xài. Bệnh nhân khi như các dạng thắt càng sẽ thiếu các vitamin thì bằng một chút sao vitamin A bổ sung nhiều quá bệnh nhân vàng da, vàng da không vàng đi ha, ta lắc cái gì cả đại và bổ sung thêm vitamin C nguy cơ nó còn hơn nữa ha. Rồi các cái thuốc ví dụ như là kháng cái axit dịch trị thì các bạn trước đây các bạn dùng Atovin hoặc là Somatostatin mà hiện tại là bỏ hết cái này rồi, kháng cùng này hết hai ví dụ CVD là kháng cái đầu tiên, sau đó là Nitin, Vancomycin, Nizatidin thì hiện tại trên năm sàn và NCD và con NCD vẫn còn tài NCD một số chỗ vẫn còn thấy, mà hàng ngày cũng nguy cơ bố con nặng quá hạn chế gì cũng được liên quan tới giảm lượng đường của phụ nữ nha, nguy cơ tăng nguy cơ ung thư máu và cơ bắp toàn thân. Rồi như vậy thì cái hàng ngày cực kỳ nguy hiểm, hàng ra NCD là cái dụng cụ nhất trong các hàng ha, sau NCD thì mắc hơn và NCD thì 300 mg các bạn cũng cần cho trong điều trị các bạn không xài khi điều trị dự phòng trong các bạn xài Ranitidin trong những trường hợp bệnh nhân ở ICU các bạn thật ra không cần xài Ranitidin là được rồi nha, nhưng mà đang đi ra các bạn phải uống mỗi ngày đều là buổi sáng đều là nha. Này dự phòng các bạn không được dùng để điều trị nó chỉ là các bạn hiện tại vẫn xài cái ức chế bơm cồn tầm thôi, và trong các cái ức chế bơm cồn tầm anh nói rồi với các bạn Omeprazole ức chế phân hồi phục viên các cái cơn Natriuretic nha. Như vậy thì không xài Omeprazole nữa, lăn câu đỡ hơn có hồi phục, lăn câu có hồi phục, Esome có hồi phục, KB có hồi phục, nhưng mà hàng lăn câu và Esome thì cũng khác gì an toàn. Băng câu được nghiên cứu ở những thuốc tim mạch được, cho nên các bạn xài băng câu an toàn. Tại sao nó rất tốt về insulin viêm mà các bạn xài hàng ngày là cái thuốc tim mạch nhất. Mắc đầu rất là nhiều. Còn trong cái đó băng câu ra lo hàng Tada các bạn đã xài rồi. Hàng Tada hàng viêm gan. Lấy công nghệ từ nước ngoài về. Rồi xài xong cơ chế giảm cái axit thì vẫn nói là nha, mất lực giảm tiêu cầu lượng tóc ba cao thớt, các bạn nào uống gì chưa tháng hai em? Cái này nói chung nhưng mà thời gian đó tùy vào tổn thương nha các bạn, thời gian đó tùy vào tổn thương.
tiếng là chúng ta dài học 24 tiếng là tốt nha. Rồi, trong cái độ sinh thể dục tức là cái khả năng này là thức ăn thích thì để đạt 5 đô ra con, lấy 5 đô ra con, lấy số này ra con, lấy đúng không? Rồi, các cái men mà nó tác động lên, trước này tôi nói rồi đúng không? CB2C19, CB34, những cái men này nó sẽ giúp chuyển hóa các thuốc và cái thuốc nào mà cùng chuyển hóa và thì các bạn khi mà các bạn học một cái to hoặc các viên cái to thì các bạn chú ý cái này nổi không, không nổi nó sẽ cái ngay cái to đầu tiên mà các bạn cho thì các bạn lên 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 lấy để giúp cho phần tư tác thuốc tiếng Việt và phần tư tác thuốc đầu nó khác á, chúng ta khác khác nha. Và là cái bạn này cũng có phần tư tác thuốc mà bạn nó khác thì máy của các bạn có lúc nào tập những cái tài liệu mới ngày mà học dài dòng là từ khoảng 5-3 tuổi. Lết dạ dày các bạn điều trị 12 tuần rồi đấy, khá càng 6 tuần. Trước đây trong cái điều trị lết thì có 6 tuần, điều trị viêm thì có 4 tuần. Hiện tại thì người ta thấy là không hiệu quả, tại nó hơn. Nếu mà lết khá càng nhẹ nhàng hơn thì các bạn dễ đạt hơn 8 tuần. Còn lết dạ dày là từ đó 12 tuần. Rồi cũng đã luôn cái viêm da 12 tuần đã luôn các bạn. Khi bệnh nhân nói không nhiều được thì các bạn chạy được chết. Vậy thì cái số 3 các bạn sẽ phải đi ai anh ấy, ví dụ như các bạn mà chạy ô tô đâu không thì mà các bạn làm biết ô mê đâu không là giảm bóng nha 40 mg. Các bạn chạy lại bao nhiêu trong cái đầu thì bây giờ các bạn chạy cái bộ điều như trong cái này các bạn thấy được rồi, uống mỗi ngày nha, uống gần như người sáng rồi ngày lúc gần như sáng chiều lúc lúc nào và cái chất thuốc tự chế cụ thể acetylcholine toàn không cần quan tâm nha, nó sẽ kháng cái muscarinic, cái hàng này các bạn cần quan tâm cho lâu dài không có xài bỏ đi, cái hàng này nó liên quan đến chuyện toàn tăng nhãn áp các bạn hiểu rồi, các bạn chú ý thì cái tăng nhãn áp, chú ý cái bệnh nhân biến chứng nhãn nhân quỵ, còn nam thì những nam đang mà có lớn tuổi thậm chí bốn mấy được trở lên là đã bốn tiền tiền tiến rồi nha, phải chú ý cái này và chỉ định diệt trừ chỉ định diệt trừ HP thì đã chạy về đã đạt thì nói chung cái xét nghiệm ra có HP thì diệt trừ rồi nha. Đây tập tiến đáo đối với bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý dạy về đã đạt dưới 40 tuổi không có triệu chứng thì không nên điều trị thực vật không kháng tiết và nên áp dụng chiến lược chẩn đoán HP và điều trị là bệnh chẩn đoán theo ca không điều trị thử không điều trị thử GDI các bạn. Đây, không tuân thủ điều trị là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc thất bại thì các bạn phải dành thời gian cho bệnh nhân tư vấn nè, bệnh nhân của các bạn sẽ bao lâu sau, bệnh nhân của các bạn sẽ phải xài PPI bao lâu, quên cái này phải nói nha, cái này mấy tuần, thời gian bao lâu cũng chiếu được nữa nha, cái này là lúc đầu nha, cái này dễ đi lúc đầu nhớ là nha, này đi hơi chút xíu một tuần. Thà bỏ vợ cũng không bỏ thuốc lá
không nghe rồi, bỏ không được đâu. Nghe đi, anh dặn ba chữ chua cay nóng. Chua là biết là nó cái gì cũng chua ha, cái cay rồi tự bản thân người ta biết cái gì là chua. Rồi chanh gì đó nha, cay rồi như tiêu hành tỏi ớt gì đó ha, mùi. Rồi nóng, canh nóng, cơm nóng, tất cả những cái gì nóng. Vậy thì dặn ra ăn ngủ lại nha. Nhưng mà không dặn không ăn ngủ mà ăn nóng ăn cũng được nha. Các bạn cứ để ý, nếu mà các bạn bữa nào làm vậy vậy các bạn cũng nóng được đâu rồi, đau dữ rồi đúng không? Cho nên các bạn chú ý là các bạn buổi sáng mà các bạn ăn đau dạ dày thì bạn ăn ngủ. Rồi khi bệnh nhân lên tạm ngưng hút thuốc và không uống rượu bia trong thời gian điều trị HD thì có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Thì cái này là tôi bệnh nhân làm được thì tốt, không làm được thì khó ha. Các bạn có các phác đồ, phác đồ gì được HD lần đầu đó là OAC, trước trước mình gọi là OAC, đó là BBA, amoxicillin kết hợp với clarithromycin trong 10 đến 14 ngày. Nhưng mà hiệu quả của cái phác đồ gì được HD lần đầu trước đây cực kỳ hiệu quả, nhưng hiện tại là hiện nay là không có dụng dịch tẩy của các thuốc, thì người con có thể rời đi các thuốc, cho nên hiện tại không còn xài cái phác đồ gì nữa. Mà phác đồ này lại rất dễ chịu các bạn, dễ chịu, dễ dùng nào, nhưng hiện tại là không còn xài nữa. Rồi, vì hiện tại xài cái gì? Xài phác đồ bấm tiếp, phác đồ 4 thuốc. Phác đồ bấm tiếp được có BBA và oxycillin, tức là các bạn sẽ xài cái băng đông rau rôn nha, kết hợp với nó oxycillin trong 5 ngày, 5 ngày đầu. Là uống trong 5 ngày đầu đó là dùng tay khám. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng tiếp là BBA và nó oxycillin cộng với tinidazole. Tinidazole là nhóm kỷ tiến đúng không các bạn? Thì còn kỷ tiến metronidazole, tinidazole thì các bạn điều trị. Còn trong 5 ngày nha, như một cái nhiệm vụ tiếp tiến thì trong 5 ngày tiếp theo thì tổng cộng sẽ xài 10 ngày. Cái phác đồ này nó dễ chịu. Bạn nghĩ rồi, amoxicillin nó có tác dụng phụ gì không? Nó có tác dụng dạ dày để nó làm một cái buồn lâu 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 không? Có chịu gì không? Tắt tắt ngay. Còn cái tinidazole này, bạn nào uống ngay tinidazole mà bạn biết giống như Cipro, uống là nhờ thói nha, có chịu lắm, tác động lên trên cái dạ dày. Như vậy thì cái thằng này, 5 ngày sau là mình sẽ có triệu chứng. Và tắt bộ của nhân viên nó phải quay lại cái tác động trong vòng 5 ngày. Sau 5 ngày thì vậy, cái này là nhân viên đến được các bạn hay xài phối hợp để xài cái liều phác đồ có tiếng này. Còn hiện tại những cái chỗ mà bệnh nhân không có đến được thì người ta sử dụng phác đồ uống thuốc, và hiện tại phác đồ này đang được sử dụng gần như là nhiều. Thì trong đó thứ nhất là viết thuốc 14 ngày, BBA 2 lần ngày, hoặc là viết thuốc 240mg 2 lần ngày, cộng tetracycline 500mg 3 lần ngày, metronidazole và tinidazole 500mg 2 lần ngày sử dụng đồng thời, thì phác đồ này được đồng ý 83%. Như vậy số 4, vấn đề hiện tại các cái khuyến cáo mắc các bạn sàng hay đi đó điều trị giống như đầu chạy hiệu quả như các bạn học bài đến hai bài. Không nhất thiết là các bạn phải xài đến 2 viên nha, tiếp tùy theo triệu chứng của bệnh nhân khuyến cáo các bạn xài thì cứ xài. Rồi tiếp theo các bạn cứ xài viên thuốc là các bạn xài mấy ngày, 14 ngày là 2 tuần nha, 2 tuần. Rồi các bạn xài tetracycline
ai thì là người nga hay là ngày cộng với nó insulin 100 hay là ngày cộng với clavulin hay là ngày cộng với pioglitazone hay là ngày bắt đầu này hiện tại là có thể dùng không được ủng hộ gì các bạn.